không có. Cái này cua đâu vậy? Ở đảo này không, ở đảo của đúng rồi. Rồi em ra ngoài đó cũng có thấy chứ trong này đâu có. Đó, có tàu mấy chục tiếng mày mới hết rồi. Mày ngồi trên đây. Đi chung là anh này đó. To quá ha, to nó cứng quá không ta. Mua đây đi sao? Chị ăn con này nó mất. Ừ. Cái này nó ngon. Chị ăn cái này em. Ờ, mấy con bự đi. Không chị lấy cho em ba con bự. Ba con bự. Chị lấy chị đăng lên như vậy nè, là chị mở cái bụng như mà chị bỉ ra chị ăn mấy con thịt vàng, có con thịt vàng. Ăn thử không? Ăn thử cho biết nha, có gì có ăn nha. Ăn là phải ăn thiệt nha. Không biết là ăn. Mà em nói chị nghe này, mỗi người ta hủy ý. Con này cứ con nó cạch vàng, nó thơm rồi. Cạch ở trong hả? Cạch ở trong á, con nó ít thịt. Thank you.
Thank you.
cưa mẹ ơi. À, từ từ mẹ vô. Đây, mời mẹ với mời em ăn cua, cua lông đỏ ở Phú Quý. Cua này lâu lâu cũng vô. Bố con mua con lấy nước con bự á. Này đập bằng. Nó chạy ngay là gì vậy? Thịt á, nhân thịt á. Tôi hỏi là chị ăn con rang me nè. Nghe ăn thì mắt con đập nha. Trời ơi, cái chân của nó to thế. Sâu một cái, răng một cái. Cái khúc này cắn được. Chua ngọt ngon phi. Gió đi trong bắp mà mép. Lấy cái chòi mấy chị em con mới làm đẹp không? Mát mẻ. Tao đẹp không của mát. Nó đẹp, đẹp, đẹp. Nó đẹp. Nó đẹp không mà nó ăn cua. Thịt chắc bộ. Cua mà đa phần mình đều chắc. Còn bây giờ mình không biết con đực hay là con cái không thôi. Yếm nó như nhau.